chào các bạn. Nằm trong cái dãy sản phẩm 2020 của JBL thì đây là cái sao ba thuộc dạng nhỏ nhất, giá rẻ nhất và rất phù hợp cho những bạn nào mà thích để một cái bộ sao ba trong phòng ngủ với một cái tivi vừa phải. Thì đây là cái bộ 32.1 Deep Bass, giá là dưới 9 triệu đồng thôi, giá là chỉ bằng một cái loa di động thôi các bạn. Nhưng mà để mình khui ra coi chất âm nó như thế nào để cho các bạn ở xa các bạn hình dung được. Tại vì dạo này mấy cái sao ba này mặc dù nó lớn nhưng mà khách hàng ở xa rất là nhiều, bán hàng qua mạng rất là nhiều. Nhờ những cái video thì các bạn có cái để các bạn tham khảo được, coi mình có phù hợp, có thích hay không. Hôm nay khui bằng một cái Leatherman rất là đặc biệt, có tên luôn đó. Cây này sắp có hàng đây, giá chỉ bằng một bộ loa di động dưới 9 triệu đồng. Cục sấp này là 200W các bạn. Cục sấp này nó nhỏ hơn cục 9.1 và 5.1 bữa mình khui ha. Đó. Cũng có cái quai sách toàn ten. Đó. Đây. Rồi cái thanh ba. Giá mềm liệu có hấp dẫn hay không? Rồi. Thanh sao ba nằm trong cái bao bọc. Chung cùng chung một cái ngôn ngữ thiết kế các bạn ha. Đây các bạn thấy hai cái bộ kia cũng y chang. Cái bảng này nó nhỏ hơn nè. Thiết kế cũng y chang một chất liệu. Nút nguồn tăng giảm âm lượng, logo JBL cũng như cái nút chỉnh sụt. Y chang thiết kế hết. Năm 2020. Hai cái loa hai bên. Đó, hai loa hai bên. Trước là 4 loa. Tổng công suất của cái thanh này là 100W thôi. Rồi mấy cái jack ở phía sau này các bạn. Thứ nhất là một cái chỗ cắm nguồn, một cái optical, một cái USB và hai cái HDMI, trong đó có một cái ARC. Rồi các bạn cũng có thể treo bằng những cái bát ở đây, ốc ở đây, ở dưới cũng có những cái cao su để trên mặt bàn. Rồi đặt lên một cái TV, như đây là một cái TV 43 inch của Sony, thì các bạn thấy nó rất là vừa tầm ha. Thì đây là mình nghĩ là một cái bộ mà để phòng ngủ rất là đẹp. Phòng ngủ thì mình chỉ cần một cái tivi cỡ này thôi, để gần gần chút xíu, và một cái thanh sao ba các bạn có thể treo như vậy, hoặc là để trên mặt tủ thì nó cách nhau khoảng chừng dưới một gang tay thôi. Mình nghĩ cách nhau khoảng như vậy là đẹp, rất là đẹp, sạch sẽ, đẹp để phù hợp, nó cho được cái chất âm tốt. Mình có thể dùng Bluetooth để nghe nhạc. Rồi để đây còn cái sấp, đây khui luôn cái sấp. Đó, cục sấp 200W, không có hoành tráng bằng cái cục 9.1 với cái cục 5.1. Wow, cái bộ phụ kiện. Đó, cục sấp. Đây cái loa dưới nè các bạn, loa dưới đáy nè Phước. Đó, loa này thì các bạn thấy là chắc chắn là nhỏ hơn cái loa của cái cục sấp kia rồi, nhưng mà nó cùng một cái ngôn ngữ thiết kế giống bản mini ha. Đó, 4 cái chân cao su. Cũng bo góc, cũng chắc chắn lắm. Ngồi lên cũng được chứ không đến nổi đâu. Nói chung nó làm rất là chắc, ngồi lên vẫn được. Và vẫn cái dây nguồn số 8 ở đây và một cái nút bấm kết nối không dây wireless. Nói chung là tầm dưới 9 triệu đồng nhưng vẫn kết nối không dây giữa cái sub và cái sao ba, rất là ngon. Đó, gọn gàng để phòng ngủ hoặc là những cái phòng khách nhỏ nhỏ trong những cái căn hộ studio, những cái căn hộ 50-60 m² thì đây là cái sản phẩm phù hợp các bạn. Giá mềm nhưng mà lại ngon. Nguyên một cái hộp phụ kiện cũng một đống dây nè. À, cái chùm này là 1 2 3 4 để lấy cái
hai cục pin tiểu nó cho mình để gắn remote nè. Quá trời dây luôn đó. Đây đó, quá trời luôn, không biết làm gì, đi bán lại á. Chắc đi bán lại. À, đây là HDMI và cái catalo, một cái remote nữa. Nó đặt tên là 32.1 deep bass, tức là âm bass rất là sâu, rất là mạnh. À, đúng chất của JBL, tức là âm thanh cực kỳ mạnh mẽ. Mặc dù nó công suất nhỏ nhưng mà vẫn có được cái âm bass, cái remote cũng rất là xinh xắn ha. Đây. Nút tắt âm, tăng giảm âm lượng. Cái nút để mình chỉnh cục bass cũng y chang cái kia. Nút Bluetooth. À, cái điểm thua giữa cái bộ 2.1 này so với 5.1 và 9.1 là không có cái công nghệ AirPlay 2 của Apple. Cho nên mình chỉ có kết nối bằng dây optical, HDMI hoặc Bluetooth. Đó, đó là cái điểm thiếu duy nhất. Rồi, cắm điện. Mặc dù nhỏ nhưng cũng sẽ rất là có vỏ. À, kỳ này thì cái màn hình LED nó hiện thị ngay cái vị trí ngay cái lối giữa logo JBL luôn các bạn. À, hai cái bảng 5.1 và 9.1 nó nằm bên này. Này LED ở đây. Rồi bass nè. Đó, bass là cao, thấp, trung. Đó. Rồi volume ở đây. Có phim thì mình chỉnh cao lên, còn nghe nhạc thì mình chỉnh đó. Đây mình gắn vô cái tivi. Các bạn thấy rất là gọn gàng. Nghe nhạc ngon lành. Dù từ rất lâu em không muốn hiểu rằng trái tim anh đã trao về ai đó bên kia trời. Một phút, một giây cũng đưa cho em với tên đôi từng ngày. Chỉ cần bên anh tay đang trong tay, xót xa một bên. Đừng nói người ơi, hãy để cho em được mơ một đời. Mơ ngày xa xôi con tim đơn côi. Quá mạnh luôn. Hay không cơ? Phước với Cường đứng ngoài gật đầu trầm trồ luôn. Đánh rất là uy lực luôn. Một cái thanh sao ba mà giá dưới 9 triệu đồng, giá tương đương với một cái loa di động thôi, nhưng cho một cái chất âm bảo đảm là các bạn sẽ ngạc nhiên. Rất là bản lĩnh luôn. Và thiết kế cực đẹp. Thiết kế mang toàn bộ những cái sản phẩm mới đều chung một thiết kế hết. Đánh rất mạnh. Bộ này để phòng ngủ là tuyệt vời á. Rất phù hợp với phòng ngủ hoặc là căn hộ nhỏ các bạn. Rồi để thử một bộ phim coi làm sao. Maybe one day we'll find out. Oh, you better hope that day never comes. Ngon lành luôn. Get back to the show. Just a malfunction. Get back. Just a malfunction. Khá ổn. Okay, Buster. Let's see if this works.
Quá ngon. Quá tuyệt vời cho một bộ sao ba tầm trung với thương hiệu JBL lừng danh. Các bạn, mình bị sót ha. Ở trong cái hộp phụ kiện á thì nó cho mình một cái cặp bát treo tường. À, hai cái tắc kê, hai con ốc. Đó, có bát đầy đủ ha. Thì cái cách gắn vô, các bạn tháo hai cái con ốc sắt này nè. Các bạn vặn vô. Vặn vô hai cái lỗ này. Đó, tháo con ốc sắt vặn vô cái lỗ này. Sau đó cái bát này nè, mình móc vô đây. Móc có cái rãnh nè. Đó, mình thả cái này là bắt vô tường nè. Vặn ốc này, bắt cái bát này vô tường. Đó. Rồi bắt cái ốc này vô trong cái sao ba. Xong mình gác nó lên là nó dính, nó dính, nó treo vô đây. Rất ngon lành, và cái bát nhỏ gọn chứ không phải cái bát sắt mà chữ L giống hồi bữa ha. Sao ba 2.1 với tổng công suất là 300W và giá chỉ 8.900.000 đồng, đó dưới 9 triệu. Thì đây là một bộ mình nghĩ là rất phù hợp với nhiều người luôn. Nhiều người và nhiều cái căn hộ, căn phòng nó có một cái không gian vừa phải. Nói chung là qua video thì các bạn có thể hình dung được cái khui hợp thôi, sơ bộ thôi. Còn trải nghiệm thì mời các bạn ghé 144 Võ Thị Sáu thì mình chân đủ 3 bộ luôn. Và còn nhiều cái bộ sản phẩm khác đối thủ như là Sao 3500 hoặc là những cái bộ này nhỏ, các bạn có thể so sánh nghe thử để cuối cùng mình chọn được một cái bộ sao ba phù hợp. Thì cái trong những cái thời gian gần đây thì cái những cái bộ loa dạng thanh rất là phù hợp và rất là được ưa chuộng các bạn, bán rất là chạy. Nó thay thế những cái bộ vàng lớn trong nhà, cho nên mình để những cái bộ này trong những cái căn hộ, căn phòng thì nó sẽ sạch sẽ, tươm tất và nó rất là đẹp. Cái quan trọng là nó trang trí khá đẹp cho cái căn phòng cũng như cái phong cách hiện đại. Nếu mà như mình thì mình để về các bạn ha. Đó, mình khuyên để như vậy nè. Thì nó sẽ rất là đẹp, sạch. Nếu các bạn để này được và các bạn đục được một cái lỗ giấu dây, lòn dây từ trên tivi xuống đây, rồi dây nguồn cũng lòn ở trong này, mà các bạn để như vậy thì tuyệt vời luôn. Đó. Rồi. Kết thúc video và xin chào tạm biệt các bạn.